đau lưng nè, đau chân, nhức mỏi xương khớp, khớp kêu lục cục khi di chuyển. Nếu mà ông bà, ba mẹ bạn cũng có những dấu hiệu như vậy thì mình hãy để ý tới nguyên nhân loãng xương do thiếu canxi ở người lớn tuổi. Tuổi già, cơ thể dần lão hóa, đồng nghĩa với việc xương cũng dần bị mất đi, xương xốp, giòn và dễ gãy. Cho nên để phòng tránh loãng xương thì mình phải bù đắp lại cái lượng canxi đã mất do tuổi tác. Loại canxi mà Linh đang cho ông bà uống là canxi hữu cơ Úc, NetGCan. Canxi và phốt pho trong này là tự nhiên ở dạng vi tinh thể nên nó rất dễ hấp thu nè, không có bị táo bón và không có gây lắng cặn thận. Ngoài canxi thì NetGCan nó có thêm vitamin D3, vitamin K1, nó sẽ định hướng cho canxi đi đến đúng xương và răng, giúp cho xương chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương. Các bạn có thể tham khảo cái loại này cho ông bà bố mẹ mình ha. Ngày uống 2 viên vào buổi sáng sau khi ăn khoảng 1 tiếng. Mình thấy chẳng cần gì cầu kỳ, mua này mua kia đắt tiền. Chỉ cần quan tâm tới sức khỏe ông bà, ba mẹ như vậy thôi là mình thấy họ đã vui lắm rồi ấy.